Hello, everybody. Today is Calgary steak, Calgary delay, local steak emergency due to Chinese disease, COVID-19, Wuhan virus. So a lot of things will blow today. The mayor delay. So the list of closure is Calgary Public Library, Old City of Calgary Recreation Facilities, Old City of Partner Operate Facilities, Pemberton YMCA at Quarry Park, Red Plant Creation Facilities, Saint Home YMCA at Rocky Ridge, Brookfield YMCA at Seaton, West Side of Creation Center, Melcore YMCA at Rafoot, Solacee YMCA, Saddle Town YMCA, Cardell, Red South, included South Fifth Creek Red Association, Vivo Center for Healthy Generations, Genesis Center, included NECCS, Tyco Center for Family Wellness, Repso Center also. So now, that's the delay MNC now. But the bank still open and the grocery still open and the local bus station they open. So airport open, big box stores, shopping mall they open, pharmacy will remain open too. So the mayor over here in Calgary mayor remind people not to hoard the supplies. Do not buy toilet paper. Sometimes you know you buy the thing is only cost only 40 bucks. Water, wash your ass. Or you can use hand. You can use cleaners, see? Or what? Paper towel. Hand towel. Paper towel. Paper towel, see? Or sometimes use hand towel if you want. You know, cut small, whip it off, dump garbage, you know, recycle, whatever you want. But do not hoarding. Hoarding is very bad. You know, like me, you know, today, I don't really care. But I created my own, what is one? Hand sanitizer. Oh, see, look at it. Ooh, right on. Here. Ooh, see? And I take supplement D3. Vitamin supplement and vitamin C. But we eat good though. We eat pasta, rice, who cares rice sometimes, you know. But good, eat good broccoli, the best. Apple one a day, keep doctor away, keep the Chinese virus away, you know. See? And so that, so eat more mushroom. Mushroom is more. Mushroom and kale, you know, anything green like lettuce, something like that, to boost your immune system. But do not panic. Do not panic. No problem. Sky still blue. Okay, hello everybody. Hello các bạn. Hôm nay là thành phố mình đã delay, nghĩa là MNC, nghĩa là đóng cửa thư viện nè. Đóng cửa thư viện, đóng cửa những cái chỗ chơi bời, về bơi lội hay là đánh banh này nọ đó. Những cái đó là nó đóng hết. Đá banh gì đó hay là chơi hockey nó đều đóng hết. Đó, chơi cồn cầu trên... trên băng á là đóng hết đó, là nhưng mà
Shopping thì vẫn mở cửa, bang nhà băng thì vẫn mở cửa, airport nghĩa là phi trường vẫn mở cửa, rồi rồi nghĩa là nhưng là ba này nọ, restaurant vẫn có chỗ đóng, có chỗ mở, cũng cà phê shop, coffee shop hay là quán cà phê thì vẫn mở cửa đó, nhưng mà cái là trường học là đóng cửa đó, học sinh sẽ nghỉ cho tới có thể là tới tháng 6 không chừng đó. Vậy là cái dịch bệnh này nó bây giờ nó lan tới đây rồi thì mình cũng không có cần thiết, mình đã làm cái hộp rửa tay nè các bạn, rồi mình rửa tay cho mỗi ngày thì nhiều lên, với cái này nghĩa là chỉ nó cũng không có bằng rửa tay nó sẽ giết hết vi khuẩn, cái này thì chỉ một phần nào thôi, thì khoảng chừng 80%, nhưng mà khi mình ra ngoài mình không có nước rửa tay thì mình chỉ sử dụng cái này, trong đó là mình sẽ sử dụng mình ăn uống cho đầy đủ, với mình sử dụng những cái phụ kiện như là vitamin C hay là vitamin D3, tại ở đây nó thiếu mặt trời. Đó, các bạn ở Việt Nam thì rất là nhiều mặt trời, ra biển tắm, ngồi ngâm nắng để giết trong ánh sáng mặt trời, nó có tia cực tím đó, nó sẽ giết vi khuẩn, với nó giết vi trùng đó, thì là như vậy. Mình ở đây thì cũng không có cần phải, mình đã chuẩn bị từ lâu rồi các bạn, mình đã chuẩn bị nghĩa là trước đó rồi, nghĩa là trước cái mùa dịch tên nó tới đó, mình đã nghe phong phanh là như vậy, mình đã chuẩn bị hết rồi đó, mình cũng không có cần thiết phải đi ầm ra để mua đồ mua này nọ như mọi người, đã chuẩn bị hết rồi, mình chuẩn bị cho cả 6 tháng đến 1 năm thực phẩm luôn mà. Nước uống thì ở đây nó vẫn điện vẫn có, nước thì vẫn chảy trong vòi, mình chỉ cần lọc lên thôi. Ở đây thì mình luôn luôn có đồ lọc đó, thì nó là như vậy. Cho nên ở Việt Nam là nghe nói là Việt Nam rất là không có dịch bệnh, dịch mà nghe là sắp sửa hết, mà sao nghe mấy bữa nay là chị K60, K50 tùm lum tùm la, không mở cửa toan cho tụi trai na nó vào thì trước sau gì cũng bị, dù có bị có phòng ngừa cách mấy gì nữa không, nhưng mà rất lo sợ cho những cái nước mà trọng tiếng như Việt Nam vậy đó. Đó, không? Nghĩa là giàu thì có giàu, nó không còn nghèo đói nữa. Không? Có ăn thì có ăn, không còn nghèo đói như lúc trước nữa. Đó, thì ông Trung ông cũng nói rồi, Việt Nam không có vào cái nước mà đang phát triển. Bây giờ Việt Nam đã phát triển rồi. Không? Nhà lầu cao tới 81 tầng rồi. Không? Rồi sắp sửa có xe lửa điện chạy trên không đó, không? Tàu thủy, tàu bè gì là toàn là 5 sao không à, tàu 5 sao ở đây chưa có cái tàu nào 5 sao đó các bạn đó. Ở đây không à, tàu lửa mình đi đó không à, chỉ có không à, chưa đầy nửa sao nữa. Ở Việt Nam thì tàu lửa cũng đã 5 sao rồi, còn khách sạn là 5 sao không? Rồi tất cả mọi thứ đều 5 sao hết, thì không là một nước đang phát triển nữa, mà một nước đã phát triển đó, không giàu thì tùy mỗi người phải đi làm không, thì nhưng mà con cái Việt Nam mình nó vẫn còn primitive, nghĩa là vẫn còn cổ lỗ sĩ của thế kỷ thứ 18. Các bạn không tin á, các bạn lên miền núi thôi coi, hay các bạn đi về những vùng quê không,
vẫn còn như người ta xài những dụng cụ của thế kỷ thứ 18. Các bạn không tin, các bạn ở Việt Nam các bạn biết rồi. Mình ở về Việt Nam mình đi tứ xứ nở cũng cả 4 năm mình biết rồi, phải không? Đó, thôi, thân chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe, nhiều sức khỏe và rửa tay thường xuyên nha các bạn. Để chống chọi với cái con vi trùng của Vũ Hán này nè. Vi trùng mất dịch Vũ Hán. Đó, mất dịch China, hiểu không? Đó, các bạn nhớ bảo vệ sức khỏe nha. Bye bye các bạn. Thân chào.